Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Motobike HT Vlog của mình ơi. Các bạn ơi, tin vui đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Minh Long quận 12, địa chỉ là 117A đường Lê Văn Khương, phường Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Các bạn nhìn cái khuôn mặt là các bạn biết mình là ai rồi đúng không? Mình là Hoàng HT Session. Thì hôm nay mình sẽ báo cho các bạn một tin vui, đó chính là hiện tại hai dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Yamaha là Yamaha R15 và Yamaha MT15. Hiện tại bên Minh Long quận 12 mình đang giảm giá rất là dữ dằn các bạn. Các bạn nhanh tay nhanh chân. Những bạn nào đang có dự định mua thì hãy hốt tiền nhanh và lẹ đi nào. Thì hôm nay mình sẽ báo giá mới nhất hai dòng sản phẩm R15 và MT15 cho các bạn nha. Sau các bạn coi clip này xong các bạn sẽ hết hồn liền á. Nếu các bạn muốn mua xe thì có thể đến địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Những bạn nào không biết đường thì cứ comment số Zalo cho mình ở dưới nha. Mình sẽ làm một chiếc Google Map để hướng dẫn các bạn đến với Minh Long quận 12. Bên mình thì có rất là nhiều xe để các bạn lựa chọn. Các bạn đến đây ngoài tham khảo những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Yamaha thì bên mình còn có những dòng sản phẩm xe nhập đến từ thương hiệu Honda, Suzuki, GBX rất là nhiều. Các bạn cứ đến đây đi. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một video. Tin cực hot, nóng 80 độ C cầm vô bỗng tai. Ok, hôm nay thì mình sẽ đến Minh Long để cập nhật giá cho các bạn hai dòng xe hiện tại mình mới thấy giảm giá, cực sốc luôn nha các bạn, rất là sốc luôn. Nếu các bạn coi video trước của mình, sau khi các bạn coi clip này xong, những bạn nào đang có dự định mua hai dòng xe R15 và MT15 thì hãy nhanh chân đến đây nha. Đầu tiên là con Yamaha R15. Con này hiện tại bên mình có 3 màu. Chứ mà các bạn, đó chính là con màu đen tem đỏ trắng. Màu thứ hai là con màu bạc vàng. Và thứ ba là con màu xanh đen. Giá giảm sốc của con Yamaha R15 này hiện tại tại Minh Long quận 12 là 70 triệu chưa biển các bạn. 70 triệu chưa biển. Anh em nào biết giá chính xác sau khi ra biển tại 63 tỉnh thành trên cả nước thì cứ liên hệ số Zalo cho mình nha. Con này hiện tại đang giảm sốc. Các bạn coi video trước là biết thôi. Yamaha R15 giá 70 triệu chưa biển. Nếu các bạn muốn ngồi thử xe cũng như là muốn trải nghiệm thực tế thì có thể đến địa chỉ Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhìn ngầu như cục xì ngầu. Yamaha R15 giá hiện tại mới nhất tại Minh Long quận 12 70 triệu chưa biển. Anh em nào cũng biết giá chính xác sau khi ra biển thì cứ liên hệ cho mình nha. Bên mình có hỗ trợ trả góp, nếu các bạn trả trước trên 50% sẽ được nhận cả vẹt gốc. Nếu các bạn trả trước trên 50%, quá là hot luôn. Mình làm video cập nhật giá xe thì mình thấy rất là nhiều anh em hỏi giá mình con R15 cũng như là MT15. Anh em nào đang muốn dự định muốn mua thì sau khi coi clip mình xong nhanh tay nhanh chân lên nhé. Dòng sản phẩm thứ hai đến từ thương hiệu Yamaha Moto, đó chính là con Yamaha MT15. Yamaha MT15 hiện tại tại Minh Long quận 12 giảm rất cực là sốc luôn đó các bạn. Giá hiện tại của Yamaha MT15 tại Minh Long quận 12 chỉ còn có 69 triệu thôi. 69 triệu là giá chưa biển nha. 69 triệu giá chưa biển. Anh em nào muốn biết giá chính xác sau khi ra biển tại 63 tỉnh thành trên cả nước thì cứ liên hệ số Zalo cho mình. Thời gian có hạn nha, thời gian chương trình có hạn các bạn. Muốn mua xe hãy nhanh tay nhanh chân đến với địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cứ search Google là sẽ ra thôi. Còn các bạn nào không biết đường thì cứ liên hệ nhắn tin số Zalo cho mình sẽ chỉ đường cho các bạn nha. Chương trình giảm giá có thời hạn, các bạn hãy nhanh tay nhanh chân đến đi nào, đến đây nào. Hiện tại con Yamaha MT15 bên mình có 3 màu. Màu này là con màu xanh bánh mâm vàng chanh nè. Còn một con màu xám bánh mâm đỏ và một con màu đen.
rất là hot, rất là hot anh em ơi. Anh em nào đang đang đam mê dòng R15 và MT15 hãy nhanh tay nhanh chân đến với Minh Long quận 12 thôi nào, giảm giá cực sốc luôn. Theo như mình thấy thì so với giá lần trước thì con R15 giảm khoảng 3-4 triệu, còn con MT15 giảm khoảng 6-7 triệu nha các bạn. Các bạn coi video trước các bạn có thể thấy mình nói là chuẩn man thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa đến Yamaha Moto Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Phường Thành quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật giá hai dòng xe đang giảm hot tại Minh Long. Anh em nào muốn biết giá chính xác sau khi ra biển cứ liên hệ nhắn tin solo cho mình. Bên mình có rất là nhiều dòng sản phẩm để anh em tham khảo. Ok, và cảm ơn anh em, nhớ đừng quên đăng ký kênh, like và share thật là nhiều để ủng hộ cho Motobike HT Vlog nha các bạn thân yêu. Tạm biệt.